Anh em nào muốn mua Android Box ngon, bổ rẻ thì dừng lại đây nhá. Không cần phải bỏ ra 8 đến 10 củ đâu, chưa đến 5 củ nhưng mà ngon, tuyệt vời trần đời luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip Qualcomm Snap 8 nhân, còn sử dụng như thế nào á? Mời anh em lên xe. Có sẵn hai loại dây cáp, anh em nào dùng xe có taxi thì dùng cái này, còn không thì đây. Cắm rất nhỏ gọn này, bây giờ chỉ cần cắm cổng USB để gọn vào một góc. Chờ 30 giây, màn này ngay lập tức biến thành màn Android, vừa giữ zin cho xe mà lại cực kỳ thuận tiện. Đây là giao diện gốc của Android nên là nó cực kỳ mượt anh em ạ. Đấy, cấu hình cũng tốt mà. Có YouTube, có Navitel, có Vietmap, có ra lệnh giọng nói Kiki, có Google Map, có YouTube, chẳng thiếu cái gì cả. Có cả kho ứng dụng Play Store. Cái hay nhất là hệ điều hành Android 11 mới nhất thị trường hiện tại. Đấy, quá mượt. Có Kiki rồi, mọi thao tác chỉ cần bấm vào đây ra lệnh hoặc bấm vào đây. Mở video chế linh. Đang mở video chế linh. Chưa. Cháu chào chú chế linh nhá. Dẫn đường cũng tương tự như vậy. Dẫn đường đến A10 Nam Trung Yên. Quá chuẩn. Đang chỉ đường đến A10 Nam Trung Yên. Google Maps. Chưa tới 5 củ lại còn được tặng SIM 12 tháng free, anh em thoải mái mà dùng, không phải thay màn nhá, phí lắm.